cái số bình bồn 2 người luôn đi hỗ trợ quay số cho bên nha. Rồi nhân gọn lẹ như tôi thích của quý vị. Rồi Phụng mời xa xa một chút nha. Rồi Áo Viên đứng lên Phụng luôn đi ạ. Và Phụng mời thêm một người nữa. Lớn lớn một chút rồi, ok lên đi. Mai ba Phụng mời nghe. Rồi, ngay từ giờ chúng ta đã tìm ra hai người hỗ trợ của quý vị. Một vị sẽ hỗ trợ cho chúng em quay một vị cho những con cờ. Và một vị sẽ kiểm tra những người đẹp của anh đừng làm hả có đúng mặt cờ đang làm cái tuổi này. Rồi, nhân gọn lẹ dùm hai thưa hai vị khán giả ơi, rồi nhanh lên dùm Phụng nha. Và bây giờ chúng ta có lấy cái chân tay tập trung sang bắt đầu do số
còn hai đợt giải cho số 50 nữa. Mình lên sân khấu giùm em tôi liền. Rồi, chú ơi, giờ xuống giùm em nha. Rồi, xịt khuẩn với Phùng nữa nè. Rồi, để cho Phùng xịt khuẩn nha. Rồi, lên cho còn hai đợt giải đúng không ạ? Chạm biến lên nha, dùng Phùng luôn nha. Rồi, em đứng đây để người ta luôn nha. Rồi, để cho Phùng mọi người nha.